Vô đề, vô đề anh em ơi. Rồi, Rồi. Anh em mình sẽ có áp tiếp cái map Dead. Thế map 1 có đâu? mình chơi mà. Map 2, map 1 mình chỉ có 2. Cái gì đây? À xem sóng ở đấy, sóng ở đáy sông à? Vâng, chờ chờ tôi tới nha, chờ tôi tới, tôi tắt cái vô kỳ cái. Ờ ok. Quên tắt cái vô kỳ hoài. Nó đi cứ giật 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 lại hoài à, không đi hạ, không đi nhanh được. Rồi ok. Em đổi nhân vật được không? Không được hay sao ấy? Ông bữa nó được mà. Xóa rồi, xóa cái mất, xóa mất cái đấy rồi, xóa mất cái đấy rồi. Ôi, em mót thằng này nhìn xấu quá. Để lần sau nhá. Thoát ra vô lại được không? Em mót nhân vật. Ê, em tắt nhân vật này. Thoát ra vô lại thì nó vẫn chuyển nhân vật đấy mà. Nó không không. Thoát ra tạo phòng này lại ấy, vô vô game lại ấy. Thôi anh bấm mẹ vào rồi, thôi đang chúng vào chơi thôi, đi vào đi. Tí còn tí nữa mà lo gì. Tí nữa làm sao? Đang bấm quay rồi mà ấy, thoát ra vào ngoại người lười ấy. À, xấu gì đâu luôn. Ui. Giật mình. Bà đây cầm đây, bà đây. Đợi em tí à. Cầm đây. Thoát ra chọn nhân vật à? Thử vô lại. Ủa tăng rồi. Thanh niên nào bật kéo ở đây xem. Ủa tăng 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 đừng anh em ơi. Chỗ này, chỗ. Tăng móc sao móc được này. À, vẫn vậy. Bảo rồi, chú không phải thoát ra đâu. Vẫn thế mà. Ui ơi. Nhân vật nó xấu quá. Thôi đi, anh em mày đợi kẽ rồi, tăng xuất hiện kẽ rồi, rút đi, rút đi, rút đi, rút đi, rút đi. Còn slot nào không nhỉ? Còn. Còn mấy slot? Còn một, còn một. Như một. Một hình như là một, sao? Một. Sao đây? Ông giao ông đấy, còn hai mà ông giao ra siêu rồi, rồi còn một. Còn một thanh niên đấy nữa, cái gì nhỉ? Lúc ấy vừa chơi của mình ấy nhỉ? Từ đi em. Chú quan trọng đéo hình tượng nhân vật đi chơi mình chơi. Không, nhìn nhìn nó chướng, nó có cái lỗi nhìn nó chướng mắt. Con tơ kìa. Ra đây anh em ơi. Anh nản rồi á. Bảo tôi. Tí nữa có thằng nào vào cũng được. Đó phải được ngày, đó phải được ngày, đó phải được ngày.
Hay là bây giờ em thử em thoát ra xong có thằng nào đó nó vào slot cuồng cốt xong rồi em vô nick được ta? Khó lắm, khó lắm. Còn hay slot con nick nè. Thấy còn slot con nick mà. Thế bây giờ em chấm than AFK đi xong bắt đầu nó chuyển sang thằng nick được mà. Chat trong game ấy chấm than đi. Chấm than đi chấm than này AFK ấy là khác được mà. Thế xong bắt đầu em bấm chấm than zone team 2 lại xem nó đẩy 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 vào thằng khác không. Không đẩy thằng khác tự chọn khác được mà. Yeah được rồi. Đổi sang con nó treo. Thế được rồi. Kệ, sang con nó treo. Đường này anh em ơi, đường này bên này. Có một cái kit ở đây này. Sao này lại không nhớ đường à? Lọt bị lọt nước. Lọt thằng này đây. Đây rồi nè. Đừng đừng nhảy xuống. Em nhảy rồi. Vào đây vào đây vào đây. Còn kia lại kìa. Lúc ấy chú nào bật bài phim thằng phim sóng ở đáy sông lên đấy em. Chú phải thích xem phim đấy à? Em chỉ thích xem của đạt đấy thôi. Nghe tiếng quạt của ông ấy kia mẹ nghe nó cứ hừ hừ hừ. Thanh niên nào vẫn đi chậm nhở? Sao em lại quay lại ăn cốt rồi, what the fuck? Thì chú lại AFK lại zone lại sao đâu. Căn bản này như cái này nó mặc định từ đầu rồi. Excuse me. Thấy chưa? Thế vẫn bắt được không? À rồi em biết cách rồi, em biết cách rồi. Thế thì lần sau nếu mà bị ấy về thì cứ như thế thôi, nó vẫn còn đồ của mình nó. Nãy nãy em thoát ra em ngu quá em không để ý là ra tắt cái add on đi nhỉ. Đúng rồi đấy. Anh em ơi đi rồi, come on baby. Running in the 90. Mất cơm ở Việt Nam rồi. Thanh niên Zat Hero cái nhặt được katana lúc nào nhanh thế. Bên đây nè, hãy cướp cây katana của tôi nè. Thế à, hóa ra là cướp à? Cầm là... cây ma cheater được rồi. Mà là cướp của anh em à? Dân hồi của có khách. Quả này anh em phải chịu rồi. Xui rồi, ngu rồi. Giờ nhảy xuống. Kết nè. Không rồi, còn kết đâu. Kết. Em móc nhà kìa. Xuống đây. Em móc nhà đây nè.
đâu? Ghế trong góc nè, bên này, bên chỗ tôi nè. Bao giờ chưa rồi? Weapons over here. Weapon over here. Weapons over here. Grabbing the chain gun. Đi anh em ơi, đường này cơ mà. Lại xuống cống rồi. Map nào anh rủ bọn em chơi cũng xuống cống ấy. Đâu? Nó lọt xuống cống rồi. Cái đoạn này nó hay bị lỗi phết này này. Anh em ra kích đi, ra đứng lên xong cùng kích đi. Rồi xong. Ra đây còn kích nào. Đợi em tí đấy. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Có quýt. Phải đủ 4-5 thằng ra đây cơ. Nhắc kìa. Đâu đâu kích được này. Spray kiểu gì ấy nhỉ? Chết đây. Đâu được đâu. Nè đó, tôi sợ spray cái bên đó. À đây của tôi là Hunter. Kể đâu được anh em ơi. Mình nhớ là trước ngày xưa mình chơi đạn này cũng đéo kích được. Lỗi à? Không, nó vẫn có cái... À, ông super kia đã qua đâu? Nào, qua lại nào. Đứng hết. Ủa, đứng, không được à? Đứng hết vào cái bể xem nào. Đứng né thử cái lồng dưới chân coi. À, thử coi. Kéo nó mở dưới ra. Không, nó mở cái cửa này. Cái gì vậy, nó không xuống kìa. Được. Đéo biết là gì. Bắn mẹ vào cái cửa kìa. Không phải nhảy xuống cống đâu. Nó bắt mình phải kiếm cái con mẹ gì thế nào ấy. Lạ. Ủa đường xuống cống này á. Đéo kích được. Xuống đây sao ấy? Mà anh chơi rồi, xuống dưới đâu có gì đâu. Rồi anh bật thử coi, anh bật thử coi. Rồi nè, đó bật rồi đó. Đó gì ơi. Kích điện ở dưới. À, đây. Nhờ em thông minh đi nha. Được, cho xuống 9.5. 0.5 còn lại đâu. 0.5 còn lại thì để lần sau cho. X2 lên trên này đi, X2 ơi. Nó lên trên này đi, đứng dưới em gì. Mở cửa mở cái này. Ui, cũng quýt. Ta bắn kém đi. Cầm. Chúng ta cùng chào đón thanh niên Lucky, Sam Lucky. Ủa, ông nãy kìa. Ờ à. Tự nhiên giờ quay lại tìm được phòng quay lại hay nhỉ. Đâu, kết bạn Facebook của anh, kết bạn Steam anh ấy. Mày là người Hàn Quốc đúng không?
Thằng này là người Hàn Quốc ấy, anh kích ra anh ơi. Tao Việt Nam ấy. Nó người Hàn Quốc ấy. Anh em máu thằng nào cũng nhiều này. Bơm cái nhá, máu mừng khúc rồi. Lên đây anh em ơi, đi rồi. Còn một hộp máu này á. Cứ lấy đi, không ego vứt đi, thừa thoải mái. Em 97 máu rồi. Xuống dưới anh em ơi. Thanh niên kia chắc là AFK rồi. Xuống dưới à? Xuống dưới xong đi cái ống lên trên này vòng đường bên kia. Quick kìa, quick kìa. Mỗi phát bắn này vào con mỗi phát chém katana vào bọn quái ngọt nhỉ. Đường bên này ông ơi, quay ngược đường rồi. Dìu, nếu mà bình thường dìu để mà chém bình thường thì chém vào đồng đội nó không mất nhiều máu. Katana chém vào đồng đội mất nhiều máu lắm. Chết rồi. Sao hai thanh niên kia trình lần lượt AFK này. Whoa, 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 whoa. Lọc máu nữa nè. Bơm đi, bơm cho Nick nè. Ba. Tăng. Thôi, khỏi hỏi. Ôi tăng ở đây làm gì, yếu vãi lèo. Ô, nó vẫn đập được mình một phát mới điên. Ông chỉ cần AF, FK phát thôi, anh em mẹ nhặt hết đồ ngay. Ông phải hạn chế. FK xong bot lượm xong bắt đầu người lượm. Đạ này. Ai lấy nốt đạn đi để em lấy cái hộp máu nữa này. Hộp máu của em nó bị kẹt đây rồi. Chế đạn à? Em chế đạn nhưng mà hộp máu của em nó bị kẹt rồi. Lấy hết đi. Qua đây lấy hết đạn đi. Không lấy được. Nè đông thế nhỉ, đông thế nhỉ. Thanh niên lucky kia chả chơi đéo rồi mẹ treo này để nhường slot cho ai ham chơi đi. Lên anh em ơi.
đây nè, xây 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 chút ở trên lầu nè. Chút ai hôi của. Úi giời, cụt chân luôn. Lên nè, lên nè anh em ơi. Nè nè, cái katana nè, katana nè. Nè, thanh niên nào thiếu katana lên nhặt đi. Đó, katana trong bốc kìa. Mẹ ông có rồi, ông có katana rồi thì ông chả lấy, anh em chưa có. Lấy cây mê chi tơ tôi còn nói à. Lên đây, lên đây, lên đây, chậm này. Ôi thằng kia thoát rồi. Thằng kia vào mẹ treo làm thừa thiếu mất slot. Tôi tưởng này dốc quá. Năng tạo nghiêng nghiêng gì khó quá. Lật này giống nhiệm vụ cho Far Cry 3. Ê katana nè, ai lấy không? Lấy đi có rồi. Ôi tăng kìa, tăng kìa. Đâu? Em đâu thấy không? Cái quả tàu nó nghiêng đi hơi mỏi đấy, hay đi lệch cái cổ. Mở cửa mở không được, cửa khác đường khác rồi. Ảo quá, cháu nó cảm hoạt rồi. Ui ơi. Ôi tăng mắc anh em ơi, mắc mắc kìa. Ôi hết mắc rồi. Kìa, mẹ để nó đập anh em kìa. Tăng của nó trôn kìa. Nhảy sang cái thùng đỏ kìa. Em choáng quá rồi. Màn hình nó nghiêng qua bên luôn. Ơi xịt cái xe. Mình biết mà, mình mở lùi xuống rồi, ông này vẫn lên. Đang tàu nghiêng nghiêng nhìn cái màn hình giữa nghiêng cái đầu cũng nghiêng theo luôn nè. Đúng rồi, mẹ đi nó hơi loạn trạng ấy. Phê. Xuống nè. Ông phải zone team 2 vào, ông phải ấn chat đấy, ông kích 2 đấy. Mấy nữa sẽ có thêm một cái block in có chọn nhân vật nữa cho nó hay. Ông nào dưới kia kìa, ông Saluki kẹt dưới kia luôn. Ông này đi đấy, quả này khó kéo rồi. Có vẻ như giống Clutch Jam rồi. Đi về thằng lô này. Nè, tôi lên tới được cái chỗ bông tàu rồi nè. Oh.
Ông kia bây giờ phải AFK đi, chấm than AFK đi, xong rồi bốt bốt nó tự đi lên đây. AFK đi, chấm than AFK ấy. Đấy. Lúc sau tín bốt nó tự bay lên đây. Tăng mà nó ở đây thôi ăn lờ luôn. Máu này. Cho bơm nha. Mẹ ông kia ông cứ kêu kêu ghê ghê vãi. Hunter đâu nhỉ? Nghiêng quá đau đầu. Đi anh em mày phải có. Đây mày rớt đó. Ra đây, ra đây. Nghiêng quá tao chưa bị rớt. Tính ra là phải bị rớt nhỉ. Tính này phải rớt xuống đây à. Có vờ đây anh em. Có vờ tôi hiu cái. Tôi về đến nhà rồi, về nhà rồi, qua này về nhà rồi. À, tôi bơm máu đi không tí nữa về hết máu đấy anh em ăn ăn hết đấy. Tôi chui ra giờ không chui ra được. Từng thằng một thôi. Từng người một chui ra ơi. Mẹ quái nó đánh mình thật lực, mẹ đánh như quân thù. À, cứu. Rồi sao mình nói sao cứu. Má. Hai con liền. Ấn cứu tiếp đi. Hết rồi, hết máu rồi. Đợi con Chucky đang cháy chết thôi. Chết rồi đó. Xong rồi không? Xong rồi không? Thôi cha. Mẹ thanh thanh niên nào ở đáp ấy, thanh niên rác siêu bựa vậy. Cô xuống đứng chờ đi. Thanh niên này rất hay trôn tem mà xong bắt đầu hỏi chối. Mẹ cái chỗ người ta đi tự nhiên đáp bom mất dạy. Thanh niên này rất hay trôn anh em mình cứ chối. Tăng tăng cái lời, tăng rồi phải có nhạc tăng chứ. Ai heal tôi với, tôi hết máu rồi. Đây, cho bọn heal cho. Quang. Ê, chết bị lồn. Dạy. Chờ đấy, chờ cho cái, tôi bơm máu cho cái. Đoàn này mẹ tí nữa chạy lên trên này xong bấm nút xong chạy xuống ấy, mệt ghê. Thôi anh thế thôi, anh ở dưới sẵn nhá, bọn em ở trên trước chưa? Thì đoạn cuối nó xuống bên dưới nó ấy mà, xuống bên dưới nó ấy mà. Bây giờ mấy thằng nào đứng dưới cover đi. Một hai thằng lên thôi. Em sẽ đồng hành với anh. À không, phải lên hết tại vì phải có đủ thằng nó mới kích gọi được. Lên anh em ơi. Lên trên này đây, trên này cơ mà. Trời ơi, xanh lúc kia bị anh chơi hiếp kìa. Này à. Phải lên trên này này. Lên trên này này. Mấy bố thích đi dưới đấy làm gì. À ở trên à. Trên này đầy kit luôn này.
Trên này có 4 cái kit luôn. Giờ sao? Giờ đi xuống à? Bây giờ là đi xuống rồi. Cẩn thận mẹ tí. Mát hãm. Mát hãm rồi. Xuống anh em ơi, xuống này, xuống này, xuống này, đứng trên này tí tăng. Tí nữa tăng nó đánh cho bay xuống thì chết đấy. Có cách gì chơi vậy? Kìa cứu kìa, cứu thanh niên nào kìa. Delay. Lại năm rồi. Chết đi. Mẹ, đâu thế nhỉ? Đội cứu đi, đội cứu đi. Hai bà chạy nó cứu được. Mày lèo. Chết đi. Mày lèo thanh niên kia đứng ở kia, anh em cứu nào được? Chết đi. Ấn căn trôn tự cứu đi. Chết rồi, em xuống dưới đây xem, dèo lên đây. Ở đây, thấy cầu thang à. Ôi rồi lại được ông X2 kìa nữa. Ấn căn trôn cứu đi ông X2 ơi. Tăng. Tăng bên đây này. Xuống đây. Tăng đâu nhở? Bên chỗ em này. Đây, anh em ơi, tăng bên này này. Ôi bay. Bay cao nào. Xuống này ai, thanh niên ơi, xuống này. Anh em trèo trên này đứng bắn này. Thế cả đợt này đéo mang snip, mẹ có snip đứng cover cho mấy thanh niên ở trên kia. Không có này. Cover em đi, em cover mấy người kia cho. Đây, trên đây bắn nè. Chạy đi, cover cho. Anh đá cover em. Đây, đang cover đây, chú yên tâm. Nó vừa đập em phát xong. Mẹ đạn rồi. Vậy mình đứng đây làm gì nhờ? Đứng đây làm gì? Đứng đây tí có cái khinh khí cầu đến nó cứu anh em mình mà. Bây giờ không thấy cái red kêu trong mình luôn á. Có. Lúc nãy nó kêu rồi. Gì đấy, tắt đi. Ông kia ông lại cứ hiếp dâm anh em bằng âm thanh. Hết từ lửa đạn đều đạn giờ tức miệng âm thanh.
bắn này nhiều khi mình lười bắn vơ sút lắm. Mấy thằng nó tạo cái hot mà chỉ có pew thôi mới kinh nhỉ. Đừng vía rep nữa. Sao đéo thấy con tăng nào nhỉ? Mắc chưa quá nhiều rồi. Ôi vừa nhắc phát. Đâu? Thành đâu? Nghe nó. À rồi, thay. Nó ở bên góc tàu kìa. Em thấy nó chọi đá chứ em chưa thấy nó đâu cả. Cứ bắn vào đầu nó ấy. Thấy rồi. Bắn vào đầu nó ấy. Nó chết cái chắc luôn rồi, nó chết cái chắc rồi. Làm gì kịp lên đây? Còn con nữa hay sao? Rồi, còn con nữa kìa, bên trái kìa. Chết ngay. Ờ, em hết đạn rồi, đây có đạn không ta? Em đạn cái. Có đạn đây không ta? Hình như có con sói bốc lên. Trời ơi, chuẩn quá, bắn nhìn phát thế chầm mốc. Cả hai cái súng em gần hết đạn luôn rồi. Kiểu vậy chắc xài đứng đây cầm nhìn anh em bắn quá. Ui nốt mà mày chơi tiếp map nữa đi anh em ơi, nốt map nữa nghỉ đi. Ok. Thôi chơi, cứ tôi nghỉ. Ê, bạn có cái cầu kìa. Ờ mẹ. Ờ cái gì đây? Nô ra. Cái cầu á. Cứu. Nhảy xuống anh em ơi, xuống này. Giết nôn tăng anh. Vào đây anh em ơi. Rồi tăng chết rồi. Chốn mạo vậy. Cái nhạc kìa. Nhạc kìa.